Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ có một video nữa review cho các bạn về dự án Block Economics. Đây là một dự án mà rất là tiềm năng. Hiện nay thì dự án này thì là một hệ thống xử lý thanh toán hàng đầu cho các doanh nghiệp chấp nhận Bitcoin. Mục đích của Block Economics đó là cung cấp cho người dùng các giải pháp thanh toán đường thẳng thắn, đáng tin cậy và an toàn, không phức tạp, miễn phí cho ví Bitcoin. Đầu tiên nó về phần mục lục của dự án. Bản white paper này dài khoảng 27 trang. Blockenomics sẽ là một giải pháp thanh toán Bitcoin phi tập trung, lấy các dịch vụ nền tảng cải thiện chức năng của ví mà bạn có. Mục đích của nền tảng này đó là tiếp tục cho phép người dùng chấp nhận Bitcoin trực tiếp, có thể thanh toán, nhận tiền quyên góp hoặc cho một cửa hàng thương mại điện tử. Blockenomics sẽ là một giải pháp cung cấp các công cụ giao dịch chuyên biệt nhằm cải thiện việc sử dụng BTC. Thanh toán cho phép bạn dễ dàng chấp nhận thanh toán BTC trong bản cài đặt WHMCS của bạn, không có rủi ro bảo mật. Thanh toán trực tiếp đến ví BTC của riêng bạn. Quá trình xác minh đầy đủ diễn ra trên trang web Blockenomics. Tất cả các ví HD lớn cũng như tất cả các loại tiền tệ chính đều được hỗ trợ. Không yêu cầu phê duyệt khóa API, việc cài đặt nhanh chóng và dễ dàng. Blockenomics sẽ đảm bảo sự vắng mặt tuyệt đối của người trung gian, thiếu quyền truy cập vào khóa riêng của người dùng, không có tài liệu KYC trên tài liệu hoặc thanh toán trực tiếp và ngay lập tức đóng gói thương mại điện tử cho bất kỳ ví Swapweb hoặc Swapweb nào. Về lợi ích của Blockenomics. Thứ nhất, đó là về phần giải pháp thanh toán được phân cấp. Người dùng có thể thanh toán trực tiếp thông qua ví của họ. Thứ hai, đó là không có tài liệu, không có trở ngại. Hiện nay ví điện tử bạn có thể kiểm soát chính mình như bạn cần. Tất cả các ví lớn HD như Trezor, máy tính xách tay nhận được hỗ trợ nhận thanh toán ngay lập tức và quyền chuyển khoản và hoặc nạp tiền. Thứ tư đó là về phần sử dụng mã thông báo. Với các thông tin quan trọng về mã thông báo BCK, mình sẽ chuyển đến trang chủ yếu về phần mã thông báo nhé. Khách hàng có thể sử dụng mã thông báo BCK cho các khoản thanh toán dựa trên khối lượng cho hơn 2.000 địa điểm trên toàn thế giới mà không phải trả cho giao dịch BCK trên nền tảng. Nếu mua hàng thương mại điện tử nằm trên một trang web thương mại điện tử Blockenomics được hỗ trợ, khách hàng Bitcoin sẽ có thể sử dụng mã thông báo BCK, được hưởng lợi từ chiết khấu cho các sản phẩm đã mua. Cuối cùng, khách hàng sử dụng mã thông báo BCK có thể nhận tiền thưởng, giải thưởng khi giao dịch. Giá trị mã thông báo BCK trong chức năng cung và cầu sẽ được tìm thấy trong thị trường khối. Tổng nguồn cung sẽ ở mức đó là 1 tỷ. Tổng nguồn cung là 1 tỷ BCK. Đây là bảng phân phối về số tiền sẽ cung cấp token. 45% dành cho đợt bán phân phối, 10% cho nền tảng thích hợp, 15% cho bán hàng và tiếp thị, 10% cho phát triển nguồn mở và hoạt động cộng đồng và công khai, 10% cho khuyến mại, 10% dành cho khác. Về đợt bán token. Đợt bán token sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 cho đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2018. Đợt hết hạn bán sẽ từ ngày 31 tháng 7 năm 2018 cho đến ngày 15 tháng 8. Mã thông báo sẽ là 450 triệu cộng với 100 triệu tiền thưởng. Mục tiêu huy động. Con số head cap là 7,5 triệu đô, short cap là 2 triệu đô. Doanh số bán hàng độc lập tối đa sẽ là 150.000. Hiện nay giá của một token sẽ là 0,0166 đô hoặc 0,02 đô. Đây là về phần bảng phân phối số tiền sẽ huy động được, chủ yếu 45% sẽ dành cho để phát triển hệ thống. Dưới đây đó là đội ngũ của dự án. Ông Silva S phụ trách CEO và đồng sáng lập dự án.
ông Rarity, ông Sirin Brand. Đây là thành viên cố vấn của dự án. Đội ngũ dự án đều là những người có kinh nghiệm lâu năm trong phần hoạt động cũng như phần vận động thị trường. Trên đây là những thông tin review về dự án Block Economics. Đây là một dự án rất là tiềm năng. Cảm ơn các bạn lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn dự án tiếp theo.